Xin chào cô chú anh chị và tất cả các bạn trở lại với kênh Phan Cảnh Vlog. Thì phía trước cảnh là một chiếc xe 16 chỗ của nhà ơi. Cái cô chú đến từ Long An hay sao á. Nè, để quay cho cả nhà xem nè. Ồ, đi đông cả nhà ơi. Ồ, giống cái mặt bánh hả? Ồ, bánh gì lạ ta? Ngon quá mọi người ơi. Bánh trứng muối cái nhà ơi. Wow, thì ra là chị. Ủa cái hộp nhang này lạ quá ha. Hộp nhang vuông nè. Trời ơi. Người nhà cậu Năm. Thương thương cậu Năm cho lắm. Gì vậy nè? Quá trời ơi. Bánh quy hả? Hồi đó giờ mình mới biết bánh quy luôn á. Bánh quy trái lại đó. Giống bánh ít. Bao nhiêu cái chị ơi? 9.000 cái hả? Không, ông bao nhiêu cái đem lên đây bao nhiêu cái? Đây là có ai? Có hột chín muối trong đây nè. Nhưng mà mình bao nhiêu cái? Trăm mấy luôn. Người ta nói là bánh đi bánh quy trở lại đúng không chị? Quả xả bánh luôn rồi. Quả xả. Ngon rồi chị. Quả trời ngon rồi. Nói gì ăn bánh uống. Hồi đó giờ mình mới thấy bánh quy, mình nghe tiếng nhưng mình không biết bánh quy. Quả trời ngon. Quá tuyệt vời chú này ơi. Bây giờ chị Hai đi, chị Hai rồi. Chị Hai còn chú. Chị Hai chú. Cái này là như cái gì, 90 cái hả chị? 150. Bữa đó nữa. Chị tắm rửa cái bánh heo. Chị từ Long An chạy thẳng lên đây luôn hả chị? Bánh quy chay hả? Bánh quy anh có nè. Mà không thấy nó, bữa nay mới thấy nó nè. Bánh này bánh chay hả chị? Nặng hả? Đây thấy chú không có. À bia luôn cái nhà ơi. À 5 lon bia cho con 5 luôn. Đừng quay tay gơ nha. 5 lon bia luôn. Mỗi cái là có một cái trứng muối hả cơ? Đúng rồi cái nào. Cái này lộn hai trứng không? Ủa em thấy như xe 16 chỗ mà mình đi như chưa lấy chục bánh quá ngon cả nhà ơi. Là món bánh này là quá ngon luôn. Chưa dám xuống ha. Chứ sao thì giới thiệu với bà con cô bác là cô chị Lành. À cô chị Lành cũng là người trong gia đình. À đến đây là mang bao nhiêu cái em giới thiệu chị Lành ơi. 150 cái. Cái bánh bánh nhiều quá nè. Bánh là bánh mặn. Là bánh mặn, bánh lặn tên bấm giống như trái mặn vậy đó. Bánh mặn nè. Bánh quy. Bánh quy bánh đít đi, bánh quy trở lại. Bánh quy lại á. Bánh này đó. Người ta nói là bánh đít đi, bánh quy lại á. Đúng rồi. Chị ơi, chị cho em hỏi tên chính xác bánh này là bánh gì chị? Bánh quy. Bánh quy cả nhà ơi. Nãy giờ em kêu là bánh mặn. Nãy giờ em kêu bánh trái mặn không à? Nó có này bánh trái mặn. Hồi nãy tưởng đâu cô bưng xịa mặn dưới quê lên không à? Tại vì nó bánh quy nãy giờ rồi mà. Dạ. Hỏi kỹ làm xíu. Wow. Bánh quá ngon cả nhà ơi. Quá tuyệt vời. Hai ly. Mà bánh quá lớp bự cả nhà ơi. Lấy ghế cho mấy chị đi. Bánh này làm bằng lá dứa nha cô chú anh chị, bằng lá dứa hả cô? Lại cô mang tới còn sữa bánh bò, còn có bánh là có trứng đỏ. Bánh quy.
mắc gì đó. Cái bánh này ngày xưa mà nhà em làm cả chục cái luôn á. Đại xưa thì cái bánh đó. Bánh này ngày xưa bánh nó nghe hả? Giá trị thị trường thì rất là cao. Ở trường không có nói ra cái giá. Giá giá mà thị trường thì mỗi cái thì là bao nhiêu mà ngoài bán cũng mười nghìn cái, cô chú chị ơi, lý ra là ông trời không có nói giá đâu nhưng mà cô lỡ phí thì nói luôn là 1,5 triệu, rồi rồi quá quý rồi. Em biết sao chị? Trời ơi, đem nhẹ chậm lên nữa, quá quý lắm ơi cô chú anh chị. Sao quá anh em ơi, giờ quá tập trung. Sao quá, đó là chị gờ đem theo gờ hôm nay là đẹp mà bánh quy tàu chứng minh cũng còn năm và thêm để em tiến gần là quay cho cái nhà xem cái nhà xa quá chồm đéo tới. Né cái 15 quay cái bánh cái 15 thư á chị. Bây giờ chị cũng đang chia sẻ về cái một cái sư cô giọng mộ còn năm nữa mọi người ơi, và chuyện cũ đã tái diễn nữa rồi. Thôi giờ mình để cho chị thắp nhang đi mấy anh ơi. Cho chị thắp nhang đi, từ từ anh em mình hỏi sao đi. Đừng hỏi sao anh em ơi, mâm bánh này cả nhà ơi, quá ngon rồi. Nè nhìn mâm bánh nè, bánh quy nha. Chị chia sẻ rồi bánh kìa, khóc bánh kìa. Tới nữa rồi. Sao vậy? Chị nói dành nha chị. Ý là 100 ngày rồi đó. Thầy ước cho chú chủ tịch của Hoa Viên. Cho chú một cái máy che nhỏ nhỏ này nè. Thằng chú đựng hình với đựng khán giả đi mà tặng cho chú á, tặng cho khán giả về tới nữa á. Chứ mà dẹp cái là khán giả lên không có gì để mà cô cho chú để ước nhọng đi như vậy. Thì chơi mong chủ tịch cũng tất cả người nào cũng thương chú mà nghĩ mà cho chú được cái máy trẻ. Con xin vậy. Là cũng là nhiều người là cũng muốn vậy đó, không đi thì chị lành đó. Thôi hôm nay xem chị lành nữa nha cô chú anh chị. Chị đây là quý cái này, như là lần này em nhớ là 4 lần thì bốn lần. Chị ơi, chị muốn xin để lại bao lâu nữa chị? Xin hoài. Xin hoài luôn à? Tại vì nước Việt Nam mình chỉ có một mình chú được như vậy thôi, chứ đâu có ai mà được như vậy đâu. Thì em nghĩ là du di thì ít nhất nửa tháng gì đó thì nhiều tháng thì, là, dạ tháng chứ là. Mình sinh hoài thì mình hơi tham. Dạ chỉ ước dạ một tại cái mỗi mấy nhà nhà vậy dạ, thôi. Tại vì nhiều khi mình cũng sợ phải nhà bạn bè của chú ở đây, đồng nghiệp chú ở đây cũng tại vậy. Tại vì còn nhiều người chưa tới chú lắm. Dạ. Dạ. Nói thiệt cái nước Nam mình nhiều người chưa tới lắm. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Ở xa chưa về kịp đúng rồi, vậy là rồi. Vậy là chú muốn, chị muốn xin nhiều hơn nữa ha. Dạ. Dạ cũng quý tấm lòng chị quá. Từ con chưa có chụp hình, con chưa có quay cô chú cái gì. Đúng vậy trời. Đốt nhang luôn nữa. Chưa đốt nhang luôn. Quá quý rồi cô chú anh chị ơi, chị làm động quá. Động lòng. Chị xúc động quá rồi. Xúc động khóc luôn cả nhà ơi. Vì sớm phải dỡ gạt quá cả nhà. Thương chú lắm. Chị đi mấy giờ mới tới đây chị? 10 giờ. 10 giờ bắt đầu chị đi ha, giờ này mới tới. Rồi là quý cả nhà cho chị và Phúc Nhan nha. Rồi. Chị vũ đi chị để nó tránh nhiều. Chào cô chú anh chị nha. Thì em có xin kết thúc video luôn cả nhà.